Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà luôn nha. Bữa nay thì anh em mình làm một cái món là hủ tiếu hải sản nha cả nhà. Sáng anh em mình cũng có mua được mực với tôm. Bữa nay tôm thiệt ngon. Trời con nào con nấy nó bự chà bá luôn. Chưa có nấu bụng kêu ọt luôn mày. Thấy con mực bự quá. Bữa nay thì anh em mình nấu hủ tiếu hải sản, nấu với tôm với mực. Đây cũng có khô này, trứng cút hôm qua hả Mon? Trứng cút. Trứng cút hôm qua của Mon nhắc nè. Bữa nay trứng cút thiệt. Với ở đây cũng có mớ sườn heo để lát cái mình nấu vừa lấy nước với cái mình ăn luôn. Đó, với đây thêm mớ rau để lát mình làm. Cái này là hành ngò đây hẹ giá. Rồi củ hành nữa. Bỏ nó vô cho trong nước. Sáng đi rồi cái khu Mon nói thôi bữa nay anh em mình làm hủ tiếu ăn. Thì hôm nay mình cũng có mua mớ đồ để mình nấu cái hủ tiếu ăn ngoài đồng luôn nha. Ôi, bữa nay vô mánh rồi. Thao thịt rồi, mực rồi, tôm, con nào con nấy nó bự chà bá rồi. Thôi bữa nay khu Mon vô nấu nha Mon. Còn cái tô thịt sai này nữa. Cái thịt đó lát mình xào đó. Rồi giới thiệu của Mon đi Mon. À trời ơi, quên nữa, hủ tiếu đâu có thiếu này. Đây, hủ cải ngâm. Cải ngâm này của cà rốt với của cải trắng nha. Anh em mình ngâm giấm. Ở dưới mình thường thường ăn cái hủ tiếu là có mấy cái này nè. Củ cải nè, cái mình cho vô cái dĩa xong mình xịt nước tương vô á, để mình ăn kèm nó ngon. Hủ tiếu đâu giờ thiếu đó được. Lát biết anh cho Mon làm gì không Mon? Cái gì anh? Lát anh cho ngồi lọt trứng cút. Trứng cút. Thôi cho em nướng mấy con khô mực được rồi. Mình xắt mấy cái củ hành này để lát mình bằm á. Ôi mấy con mực cũng tươi ghê mà. Cái mực này lát anh em mình mần ra. Mần còn tôm á thì mình luộc. Để này tôm mình chắc mình luộc trước có Mon ơi. Rồi, để cái mình sức đầu á. Lát cái mình lột cái mình để nguyên con. Lát nhớ lột vỏ chừa lại cái đuôi nha Mon. Chắc. Vậy là mình chừa cái đuôi đó không anh, còn cái mình là mình. Trời ơi, cục thịt này cũng bự. Cái này có xương. Ừ, có xương để hầm mình lấy cái nước cho nó ngon á. Với bên đây mình cũng có cái củ cải trắng này nè. Để lát cái với củ cải đỏ mình cho vô cái nồi nước lèo á, cho nó trong. Có cái này nó cũng trong á anh. Cái gì mà? Cái dĩa này nè, dĩa ớt nè. Thôi. Trời ơi, bỏ vô nó trong cái nước. Để lát anh bầm cho ăn chén riêng. Bây giờ thịt này mình bắt cái nước sôi lên mình rửa nó cái mà. Dạ. Đây bắt gì mà nước sôi mà. Ở đây anh cũng có bắt nồi nước sôi cả nhà. Với có bỏ mấy cái trứng cút vô. Trứng cút. Để giờ anh lấy miếng nước á, cái mình rửa cái thịt này cái nha. Rửa thịt tươi bách giới. Cái này cho nước nó hơi sôi sôi. Nóng quá. Rồi lửa nó táp. Em mà chữa rửa thịt này sơn cái rồi cái mình bỏ vô cái mình nấu nha. Lửa nó thấp rồi Mon ơi. Em là rút bớt củi ra cho. Để nó táp lửa. Cái thịt này mình rửa xong rồi cái lát tí nữa mình rửa lại cái nước lạnh cái nữa nha. Cho nó sạch với không bị hôi nữa. Mấy cái trứng nó chín hết rồi. Để anh vớt mấy cái trứng này ra rác cái mình cho cu Mon lọt nha. Ôi, sao thiếu hết một trứng rồi? Không đủ anh đếm đủ. Cái này phải có cái giọt á. Nó được nước ra. Cái này là 20 trứng á nha. 20 trứng đủ không? Miếng làm như thiếu một trứng gì á. Vớt cái này ra xong rồi cái mình luộc tôm luôn nha.
Rồi cho mấy con tôm vô bơi nè. Cái tôm này thì mình luộc luôn nha. Luộc vô rồi xong cái mình lọc. Bỏ vô cái nó đổi màu sang màu đỏ liền. Thì tôm nó lẹ mà, với mực cũng lẹ nữa. Ở đây thì Kumon cũng có mặn xong mực với tôm. Cái mực này lát cái mình trộn với cái nước lèo nha. Cho nó ra cái nước ngọt. Ừ. Tôm này lẹ lắm. Với cái nước nãy mình cũng nó sôi rồi. Nó chín. Thôi còn nào con nấy nó bự kìa. Rồi giờ mình cho thịt vô luôn nha. Cái xương này với thịt á, mình cũng có rửa sạch lại rồi nè. Mình cho vô đây mình hầm lấy cái nước ấy. Rồi hết rồi. Để anh qua anh bắt cái chảo anh xào thịt luôn. À, bên này có cái bếp kế bên. Rồi nó tắt rồi anh ơi. Dạ. Lấy củi bên này nhét qua. Đèn có lò bên đây cháy rồi, lấy bên đây đút qua anh kia. Bây giờ mình xào sơ cái thịt nha. Trời ơi, trời đúng lửa hơn nước của mình. Ừ. Để anh cho mà. Ở đây mình cái hành tím nha. Mình xào thịt cho nó ngon. Nó thơm lắm. Để lát cái thịt này lát mình ăn kèm. Lửa nó hơi nhiều mà. Củi nhiều. Vậy mà nguyên cục hồi xa nó bự ra. Chiều sửa lại biết nè mòn. Chiều em đắp cho bự lên kìa. Ồ có cái tỏi vô nó thơm ha. Hành tím. Hành tím. Đây mình cho tí nước mắm vô nha. Ây rồi. Đây mình cho thêm tí bột ngọt vô. Ôi nó thơm kìa. Kiểu như cái hành của nó phi lên á. Em cho thêm tí đường luôn. Đây mình cho thêm miếng đường luôn. Lửa nó táp ra hoài rồi ha. Nó hỏi mà nó nhiều. Gió dạo này nó đổi hướng rồi, thổi xuống rồi. Lúc trước anh em mình quay á là hướng thổi hướng đó, hôm nay đổi qua đây. Mình xào cho nó hơi khô khô rồi. Đây thì mình cũng có củ cải trắng, củ cải đỏ nè. Với cái hành tây nha, mình cho vô nha. Cho nguyên củ. Cho cái củ cải trắng vô á, để nó trong cái nước. Để tí nữa là cái anh em mình niêm lại. Với lại cả nhà coi video mà hơi ồn tí á, có gì thông cảm cho anh em mình nha. Ở quầy sau mình đang bơm nước. Xanh xanh nó đỏ cho Kumon nó mê. Bụng Kumon chưa ồn mà hồi nãy giờ. Dạ anh vô anh ăn trứng cút à. Hồi có 20 trứng nha. Để mà điên á. Trời sao lâu vậy trời. Dạ anh cho mực vô đây nha. Cho mực vô đây mình trộn vô đây luôn nha. Nó chín rồi là cái mình vớt ra. Rồi rồi đụng vô cái nó tông rồi. Mực nó cũng lẹ lắm á. Với bên đây mình cũng có lọt mấy cái trứng cút nè. Với tôm. Ồ. Có thử không anh? Không.
Trời mặn. Không có mặn. Rồi lát nó lẻ ăn trứng thì sao? Không, nãy giờ nãy anh ăn hết trứng rồi, này nữa cặp. Trời trời. Có cái củ cải trắng vô á, cái nước nó trong thấy không? Trong đục. Cho mực nó chín cái là mình gấp đó. Trong nồi vừa có cô mực vừa có mực tươi luôn. Ồ, bữa nay cái nồi này hết sảy luôn nó. Giúp mực ra. Chín lẻ chín. Cho vô đây luôn ha. Cái trứng gì bự bự nữa kìa anh. Đâu mà cái... À, tên này ăn không được. Lát ăn anh vớt luôn tô cho. Cẳng đường cá trò tổng mỏ. Giờ để mình vớt cái này ra, chờ cho nó sôi lên cái rồi cái mình múc vô tô nha. Giờ để mình trụng cái hủ tiếu này với rau bằng cái nước luôn nha. Nước lèo nha. Để thịt á, nãy anh em mình cũng có vớt à, mấy cái máy bơm nó ồn quá ồn. Vớt là nguyên một tô thịt luôn á trời. Được. Ôi còn sốt à môn. Sốt thịt kìa. Lửa tắt rồi đó. Cho con khô mực nè. Đi chợ đi Mon. Hồi nãy em cũng mới đi chợ được mới nè. Đi chợ cái máy quay nó bị đứng á, rồi cái bị mất. Để em múc miếng hành với ngò rí bỏ ăn cho nó thôi. Ở đây anh em mình có sắc ra cái hành với ngò rí nha. Vì nãy anh mình cũng cho cái ra cái tô thịt này cả nhà. Đó. Đặc biệt là có cái dĩa nước chấm là củ cải. Củ cải trắng với củ cải đỏ nè. Với thêm miếng nước tương nữa. Để cho thêm miếng ớt thôi. Mật với tôm với trứng cút anh em mình cũng có cho ra nè. Có rau. Ôi cái tô tiếu chất lượng luôn không anh. Ôi bữa nay vô mánh nữa rồi. Vô mánh. Ôi thiếu mà anh ơi. Cục thịt. Thiếu cục thịt nữa. Cục này luôn. Trời ơi. Mà bỏ vô không muốn nữa thôi. Nãy giờ anh mới cho rau với hủ tiếu ít á. Cái hủ tiếu này á là mình trụng luôn nghe, mình không có trụng qua sơ qua nước. Xin mời cả nhà nha. Nóng ngon. Trời ơi, ăn cái tô hủ tiếu này anh em mình ăn tới giờ tới gần 2 giờ chiều luôn ơi. Trễ luôn. Nãy giờ đợi cho cái máy bơm á, bơm nước xong mà bơm tới giờ chưa giờ xong. Chưa không. Cái này anh em vừa không anh? Cái nước dùng á. Ừ. Muốn nặng thêm miếng chanh nữa vô tô tiếu ngon cho nó ngon không? Cho nó chua chua. Ừ. Cái tô tiếu anh em mình nấu kiểu này á, cái nước nó ra trong khe ha. Dạ. Trời ơi, để ăn miếng mực nè. Mực này kiểu như anh thả, anh để vô xong cái nó chín là anh vớt ra liền á. Anh thả hả? Cái nó không có bị dai. Mềm. Thả vô trong cái nồi chó bơi. Chưa, còn thiếu nữa. Vớt đi miếng này nè. Ôi mặn ngon. Hôm nay nãy anh đem dừa hết rồi. Anh đi ăn hủ tiếu á là anh phái có cái dĩa lắm á, của cải trắng, của cải đỏ á. Mình xịt nước cương. Chị ăn mà cái bàn mà thiếu cái hũ này là không được. Cái cọng hủ tiếu vừa không anh? Vừa anh mềm. Cái này mà nãy mà kiểu như anh mà trụng trước cái là giờ nó nở luôn á. Anh đổ nước lèo vô nó nở. Nãy cái mình trụng xong á là mình bưng lên liền á. Để là một hồi nó nở ra, ăn không có được ngon. Trời ơi.
thịt nó mềm. Nó có hơi hơi có vài cái gân á. Trời ơi đã. Có củ cải vô ăn nó chua chua đã. Hủ tiếu này thì anh em mình ăn với giá với xà lách. Ăn cơm nó ngọt gì đâu. Cái này có mấy con mùa hống ba. Nãy giờ anh đủ hoài luôn. Như tới mùa mưa à, cái mùa hống nó nhiều anh. Ừ. Bữa nay mấy tô ngon. Hai tô bự vậy nè. Hai tô bự hả? Anh hết tô đó anh bút thêm tô nữa nha. Trời bút tô là cứu đã không. À, miếng thịt này đi. Ôi ôi, tôi ngồi nặng hoài chịu không nổi luôn. Ngồi hợp nóng rồi, mưa giờ nữa. Thịt này kiểu hầm á, mềm hết rồi. Đúng không? Ôi bìm bẹp kêu luôn. Nước lớn. Càng gì nãy giờ gió lớn á. Mà gió nhà nó mát chứ. Bữa nó hầm trời nóng ghê. Ừ. Bữa nay nước lớn. Dạ. Hôm nay mấy kinh sổ muốn cạn hết rồi. Hôm nay mình không có quản đi mò cá rồi. Hai ba con kêu. Hai ba con. Vô nước nè anh. Ừ. Đi chợ đi anh. Cái này cho cái này vô là ngon, ngon lắm không? Cái củ cải trắng, củ cải đỏ mình xịt nước tương á, mình cho thêm mới cái hành phi này vô nó ngon. Chèn thì miếng. À nãy em quên cho cái này vô nữa. Cái này là thịt mà anh em mình xào nha. Miếng ớt nữa lên cho. Ôi. Ui vậy cho nó đã. Bữa nay thịt nhiều quá. Vô tô luôn. Cho thêm miếng cho nó ngon. Rồi quá rồi. Mấy con bù hống á. Mày không. Đâu. Anh em giấu cái tô này luôn nha. Anh em giấu tô là nó đeo. Cả nhà. Ôi. Hủ tiếu hải sản. Biết cái này còn thiếu gì nữa không? Cái này mà mình chịu khó có thêm tô ruột nữa. Ruột heo á. À. Ôi ôi ăn kèm ngon lắm. Mà đó mình phải làm lâu quá. Quên rồi. Xin mời cả nhà luôn nha. Đi mới giờ đói bụng. Cái cọng bún á, anh em mình trụng kiểu vậy nè. Nó không có còn chua. Mấy mùi hống quá. Trong mấy bụi cỏ ra. Công nhận em,
anh em mình làm cái nồi hủ tiếu này nó lâu rồi, nó làm nhiều cái á, được cho người cũng cút nữa mà đầy đủ vậy á, ăn nó mới ngon. Khi mình nấu mình hủ tiếu mình hầm xương cho nó lâu một tiếng á, cho ra chắc rồi. Trời trời, ăn miếng này cho đã. Rồi em lựa mấy cục mà có thịt á. Anh á, anh ăn hủ tiếu gà không, hủ tiếu lòng heo không, hay hủ tiếu hải sản không, mà phải có cái này ăn đúng không? Hủ tiếu là phải có chứ. Ông vừa hủ bự mỗi lần hủ tiếu cái em mút ra. Đó anh đi ăn hủ tiếu á, cái nguyên hủ của cải trắng á, mình đổ muốn nửa hủ luôn á. Ăn vô nó chua chua. Trời ơi. Còn cho nó sớm á. Trời. Rồi ăn tô thiếu đãi đâu luôn trời. Ở đây bao tô à? Có bao tô à? Còn trong kia còn nồi nữa. Hai tô bự lắm rồi. Cái nước lèo á mình lấy nãy anh em mình có cho là khô mực với xương này nè, hầm nó hơi lâu tí là mình lấy nước cho nó ngọt á chứ ngon. Cho mình ăn mau với ta. Bữa nay anh em mình quay nó hơi ồn tí nha cả nhà, có gì cả nhà thông cảm nha. Đây lúc này vô lúa đặng bơm đặng giữ nước, chứ mình quay lâu lâu cũng phải dính một ngày dính máy bơm. Anh múc thịt nhiều quá, rớt lên thịt không? Còn có nửa tô thịt. Quái tới.
Kiếm nhiều. Chung này nguyên cục này. Thôi tới đây anh em cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha.